Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Giờ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác luôn. Thì hiện tại là tàu mờ sáng rồi ông bà cô bác ơi. Thì Khánh cũng mới vừa trên nhà ba mẹ cũng mới vừa về đây luôn. Thì cũng có những bà con cũng hẹn tới rất là sớm luôn. Thì Khánh cũng biết bữa nay tại vì có hẹn rồi Khánh cũng tranh thủ chạy về. Mới có 5 giờ mấy à. Là có bà con tới rồi. Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình một số hình ảnh trò chuyện cùng với bà con ở đây. Và cũng mong sao những người bệnh và những quý khán giả, quý mình thường quân mà trên đồng hành trên kênh của Khánh Nguyễn, Phong Nguyễn á, có gì xem ủng hộ giúp cho Khánh. Vậy nhớ cho Khánh một cái like, một cái subscribe, đăng ký đó để Khánh có động lực mà tiếp bước trên cái con đường mà phục dược và con đường thiện nguyện luôn. Rồi thôi bây giờ Khánh xin phép chuyển máy quay lại. Rồi trước khi chuyển máy quay thì một lần nữa thì Khánh cũng xin kính chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn mạnh khỏe, bình an, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công luôn. Rồi mời ông bà cô bác thêm xem những diễn biến tiếp theo luôn. Dạ em chào chị Diệu. Chị Diệu là chị của chị Hiền, là Diệu Hiền, bây giờ mới nhớ hôm nay chị lên là nhiều lắm rồi. Nhiều lắm rồi, bây giờ cứ nhớ là Diệu Hiền là nhớ là chị à. Chứ lúc trước thực sự không nhớ tên chị đâu. 7-8 lần rồi. Bữa nay là chị lên chắc lần thứ 8 rồi Quang. Dạ. Dạ, bữa nay là chị lên chị lấy cho ai chị? Nay lấy cũng cho mấy cái người ở shop gần với em á. Bữa nay là chị lên lấy tới 9 phần được á. Dạ. Vậy bà con dưới là cũng nhờ chị đi lấy dạ, tiếp. Dạ, đi lấy người ta nói xa quá. Với lại chỉ người ta đi nặng cho biết chỗ như chị mấy chị này nè. Dạ. Người ta nói thôi giờ người ta đi lấy giùm đi người ta. Dạ. Này là chị cũng, chị này là bà con. Chị sớm bên chồng á. Dạ. Và chị cũng bị nhức quá rồi với mẹ của em này. Dạ. Mẹ em này không có đi được, rồi em này đi lấy cũng bệnh nhất á. Dạ. Là mẹ bị nặng luôn hay là mẹ đường xa quá mẹ không đi? Đường xa không đi. Đường xa không đi chứ chưa đến nỗi mà nặng lắm phải không? Cũng nặng hết rồi, người cũng nặng nào cũng người nào cũng nặng hết rồi. Đây bà cô bác. Cái giò này nhức ngày đầu gối. Dạ. Rồi sao chị đi chị đeo giới kính mít luôn rồi. Rồi bữa nay cho em mà em mượn cái lại cái mít này thấy không ông bà cô bác chị Diệu là lên đây lần thứ 8 rồi. Coi như là cũng phục dược coi như là phục dược lại biết bao nhiêu bà con ở dưới rồi. Người ta mượn đi lấy rồi người ta kêu đi lấy đi người ta gửi tiền xăng vậy đó. Dạ. Chỉ người ta nói giờ mất chuyện ta không? Không nghe chị Hiền nói là có con ca thì mà đi bệnh viện xong rồi đi về xong rồi không hết rồi lấy thuốc này uống là khỏe ngon lành rồi phải không chị? Nay cũng khỏe rồi. Rồi nó đưa thuốc của nó cho uống á rồi bữa hổm nó lên đây nó hút cái thang thuốc đó cái nó nhường ra lại. Dạ. Để dành hờn thang vậy mà nó uống thang kia hết rồi nó hết rồi còn thang mới để dành cái người ta năn nỉ quá nó nhường lại. Dạ. Rồi nó hút thang khác nó ngâm. Lúc đó như là ảnh điện xong ảnh nói ảnh mừng quá anh nói cái người nào mà đi mổ rồi đó đi xong mà cũng không hết. Xong rồi uống thuốc này là khỏe rồi. Nay khỏe. Dạ rồi thôi để em phỏng vấn cũng có nhiều người gọi ấy thuốc nữa mà không có lãnh tại chẳng không hết nhiều quá. Dạ thôi để chuyến sau thì chị chứ nhiều lắm. Dạ có gì thì chị liên hệ với em lại rồi mình đặt sau. Dạ dạ rồi chị gái bên đây là chị bị sao? Bị nhức cái giò ngay khớp đầu gối bị nhức lắm. Dạ mà mình đi khám bác sĩ chưa chị? Có đi khám bác sĩ chụp bác sĩ chẩn đoán làm sao? Thôi quá khớp rồi giãn tĩnh mạch rồi. Dạ. Đủ thứ hết rồi. Chủ yếu là giữa khớp đầu gối đau dữ. Dạ. Là coi như là thôi qua khớp hả? Dạ. Dạ. Rồi thôi qua giãn khớp tĩnh mạch nữa. Chèn ép dần kinh tọa tùm lum. Dạ. Đau lưng. Vậy là uống chịu khó ráng uống cái này đi. Mà mình bị teo cơ chưa? Chắc chưa mà phải không? Chưa. Dạ. Tại có đi bấm nguyệt được tùm lum. Ví dụ mà teo cơ có uống được không vậy chú Khánh? Dạ thì teo cơ uống được bình thường. Dạng như teo cơ là mình bị tính hỏi chú Khánh cũng như đi nhiều lần giờ mình không uống mà mình hỏi chú năng ý thuốc vậy nhín cho mình đi rồi về mình cho cái người uống đó bệnh nặng dữ lắm. Ổng đi bệnh viện một tháng không biết bao nhiêu lần teo cơ rồi mà ổng nhất cái... uống rượu tối ngày lấy rượu uống rồi bà vợ thấy vậy cứ đem giấu rượu đổ rượu mà dạ dạng như uống được cho giảm đau cái gì ổng ngủ được á tối ngày cũng có uống rượu chứ giờ rồi nhức quá không chịu không nổi. Dạ. Mà bây giờ thì nó hơi để xin cái thuốc cho ông uống tạm thời cái... rồi cái mình mốt lên hút sao. Dạ. Tại vì mình nhiều khi mình ông chưa cho ông uống cái bà không tin á. Không bây bà không chịu hút. Bây giờ á, bây giờ hổm lúc trước á, lúc trước thì giống như mình có cái việc mà mình cho thử
không bị thuốc, mình đừng có thử. À bây giờ tin tưởng là mình tin tưởng là mình uống là mình bắt buộc cái bệnh này là mình phải uống lâu dài là chắc rồi. Tại vì mình bị thối hóa khớp á, khớp cái xương là mình bị rồi. Dạ. Chứ có người cũng hôm nay em hiểu ý chị, nhưng mà hôm nay cũng có người á nói là thử lấy khúc uống coi nó có sao không. Dạ như là thật sự cái đó người ta cũng chưa có tin. Nên bây giờ thà nếu mà tin không chịu, chứ ổng là cho là ổng uống. Bây giờ ổng dạ. nhức dữ lắm, tối ngày ổng cứ lấy rượu uống vậy ra chứ dạ. không ngủ được. Nếu ổng teo hay giờ thấy cái thần kinh tọa là chị mà để chừng có người là bị phát ra hai tầng là nó teo luôn á, teo còn xương không luôn á. Còn có người là dạng như nó mới bị hơi hơi thì nó từ từ nó sẽ teo lại. Tại vì mình không có cử động á, mình nhức nhiều mình không cử động là nó teo. Tính hỏi mình đi hút thuốc cho người này kia làm xin thuốc làm hút cho ổng hút ổng thì dạ. còn nhưng mà đặng bả đưa tiền cho ổng đâu có làm gì có tiền không làm gì có tiền dạ à. Nên là nếu cái trường hợp đó mà nặng á, thì chút xíu em gửi cho anh khúc thôi, chứ còn mấy cái người mồm mốt á mà nói cứ mình đi hút cho người này kia mình xin chú Khánh mình hút mình uống nhưng mà nhỏ em nó cho mình rồi thôi mình nhường lại cho cái ông đó vậy đó dạ. Mình thấy ổng đi một tháng đi bệnh viện mà ổng nó bị hành sốt hoài. Chứ đã mình đã bị bệnh đau rồi mà mình chưa có tin tưởng á, thà cho chống như cho cái người bệnh đủ cái lòng tin. Bà hỏi nhiều tiền thì nói vậy, cái mà bây giờ đi một tháng đi bệnh viện không biết. Chứ bị thì bởi vậy. Ca này lít mà chị cái rót mà gần còn đây cỡ 6 lít. Dạ. Ca này không đủ đâu, có 8 lít mấy à. Nè chào ông bà cô bác nè em ơi. Rồi thôi bây giờ qua đây phỏng vấn xong rồi rót rượu cho chị uống. Đây cô bên đây. Sao? Cô đây đi cô nhức lắm hả? Mấy ngày nay sao nhức quá. Dạ cô có thể giới thiệu cô tên gì, ở đâu và bệnh tình như thế nào không? Cô tên Quỳnh Thị Bích Mai. Dạ được rồi con. Dạ. Cô bị không biết cái này là cho cái dạng rồi. Đi viêm đa khớp á. Dạ cô bị viêm đa khớp, nhìn vô là thấy là biết rồi. Ừ. Cô mà càng rễ nữa là mốt nó rút người lại ốm nheo luôn á. Bây giờ cô bao nhiêu ký? 42 kg mấy. Dạ, 42 kg. Thôi ráng đi. Ấy, lúc trước cô năm mấy ký lượng cô uống thuốc, bây giờ nó rõ xuống rồi. Dạ đúng rồi. Đau hai này lại đi. Đi. Vậy là cô. Vậy là cô giống trường hợp y chang như cô Hường ở Thủ Đức luôn á. Đi nó với lại nó bị dạ, khô cô Hường bị 20 năm á. Ừ cô cũng bị lâu lắm. Cô bị Hường bị 20 năm mà viêm đa khớp. Nó mới phát và nặng, hồi lúc trước là bình thường. Dạ. Bây giờ mới có năm 2 năm nay là nó phát nặng. Đi cái co ra co vô nó đau dạ. Cho nên không có đi thẳng co được như người dạ. ta. Đi có nhiều khi đau quá nó cái nó đơ đơ dạ. Cô Hường mà bị viêm đa khớp mà 20 năm lúc đó là cô cũng như là bỏ cuộc rồi đó. Đi bệnh viện Thủ Đức là liên tục luôn á. Cái này là uống thuốc không bao giờ hết. Tay cô nó có bị vậy không? Có, bị sưng cục bự hơn nữa. Dạ hả? Tại nó biến dạ. dạng rồi đó. Dạ đúng rồi, nó sưng lên dạng như nó mấy cái khớp mình nó sưng lên một dạng giống như gút mà không phải gút mà viêm đa khớp. Cái dạng như là nó muốn thối quá khớp luôn á. Dạ. Nó thối quá khớp nó. Và cái cô Hường đó bây giờ còn có 30 mấy ký á. Lúc đó xong rồi ốm nheo luôn á. Cô về cô xem lại cái clip đó của cô Hường á. Cô Hường ở Thủ Đức á, viêm đa khớp 20 năm. Rồi bây giờ là cô khỏe rồi, dí cháo rồi ngon lành luôn. Lúc trước là đi không nổi luôn mà. Cũng uống rượu vậy thôi đó hả? Dạ thì thuốc rượu này nè, thuốc rượu này đặc trị cái bệnh đó luôn mà. Dạ vậy. Thì cô về cô xem lại cô Hường đi thấy cho đủ tự tin. Còn cô ở đây có bị gì không? Rồi thấy còn ngon quá mà. Thấy cổ á. Vậy rồi cho con mượn con mít. Nó chỉ đau cổ. Ừ đúng rồi, thôi quá cuộc sống cổ. Cô là làm sao? Cô là làm sao của cô? Chị em á hả? Em thứ 9, chị thứ 7. Dạ. Ồ. Vậy là chắc do bệnh nhiều quá nên rút người lại đi nhìn nó cứng hơn à. Hồi đó uống thuốc nhất của mập dữ lắm. Sau này mà hết dám uống rồi. Dạ. Nên nó mới xuống vậy đó. Vậy là hai người đặt chung một hũ uống không? Hai người chung mà chắc để cho bà uống luôn, của mình cũng uống ha. Dạ thì mình uống đi chứ để mốt là nó nặng hơn dạ. Nó nặng nữa thì uống đi rồi chứ rồi lên đặt tiếp. Đang bị thôi quá đốt sống cổ à. Mà nó cứ đau cái bên đây vậy nè. Dạ thì nó sao nó chèn á, nó chèn ép dây thần kinh đó đó và cái tay đúng rồi, nó tê tay tê tay đi nhất á. Mình mà để nặng á là mốt mấy cái khớp ngón tay mình kiểu mà nó bị tê mà không cảm giác luôn á. Dạ. Rồi thôi giờ để em rót rượu uống đi cho nhanh đi. để lấy phục dược xong về cho hết bệnh. Dạ. Để con ra đặt máy quay xong con rót rượu mình uống. Sáng trưa đi tối. Cái cử tối chữ cử mà trước khi đi ngủ á.
mình nhớ uống cái cử tối trước khi đi ngủ là lúc đó sẽ làm giúp cho mình là lưu thông máu ổn định, là mình ngủ nó kiểu mà nó im. Chứ mà mình mà cử tối mình ngủ á, mình ngủ mình nằm im á là do chèn ép mạch máu á. Đúng rồi. Chèn ép mạch máu, chèn ép dây thần kinh á, mình ngủ vậy nó dễ bị tê á, tê đi cứng ngón tay lắm. Đi nó đau. Sáng ngủ dậy là đi đau. Như công nhận uống cái này nhỏ em cho uống vô ngủ. Không biết trời đang ngon nó thông máu ngủ im. Dạ. Đây con rót người lớn. Rót lớn trước nha. Mình vậy là ngủ không được. Cái này uống có mình thí dụ thận mình bị yếu uống có sao không? Dạ được, không sao hết á. Dạ con có bị tim mạch gì không? Đó bị tiêm mạch huyết áp vô không? Mạch ngon mà. Hồi đó giờ thì không có. Dạ. Huyết áp với tiểu đường rồi sao? Huyết áp tiểu đường uống bình thường. Có tiểu đường uống bình thường luôn. Thường những bệnh xương khớp này thế nào là thường bị huyết áp là nhiều, huyết áp với tiêm mạch là nhiều. Từ từ nó chuyển. Từ từ đã chuyển qua hết mấy đó à. Thôi con rót vô đây thôi. Cũng lâu lắm rồi mà sao nó. Sáng thì cô ăn gì chưa? Chưa. Thôi chưa uống vô đây thôi. Chưa uống. Không, này trước. Không, không sao. Ý cái này uống trước ăn mà sau ăn đều được hết. Dạ. Uống ngon rồi, còn nhâm nhâm vậy mà thấy đã. Không, uống này thơm lắm. Cô uống cô. Nếm thử cô nếm thơm mà, uống cái này. Uống cái này thơm lắm. Nó nồng lên dữ lắm. Dạ. Đậu cao mà. Còn cô ở đây chắc đâu có bị tim mạch huyết áp gì hả? Có hả? Người tròn tròn là huyết áp liền. Thôi uống vô đây luôn đi. Không có bị hả? Đó giờ không có bị. Nếu mình về mình không có phản ứng người gì á thì mình uống gấp đôi cái này, mình tăng lên xíu nữa. Dạ. Một ngày mình uống 3 lần. Còn nếu mà mình uống ít này thì một ngày 3 lần thì mình chia là 6 lần kiểu vậy đó. Cho mau hết bệnh. Cái ấy của mình là phải uống một ly phải không? Dạ, hơn nửa ly nữa. Thì mình phải gần ngày này. Ly. Dạ. Rồi thôi. Nếu mà mình có huyết áp thì mình sợ mình uống nửa ly. Đi tới đâu nó thông, tới đâu dạ. Nó nằm ngược lên. Rồi thôi, con chúc cô và hai cô là sớm khỏi bệnh nha. Mọi bệnh đau là tan biến hết luôn. Giờ cô chỉ cầu mong là để ấy sao. Cô cứ uống từ từ thôi, có kiên trì không sao hết. Cái này là coi như là có người đã hết rồi, người mà nặng hơn 20 năm mà còn hết mà. Đào teo là còn chị có ba mấy ký đó. Chị cũng bị chắc cỡ đó à. Mười mấy nè. Thôi. Cô cũng cả chục mười mấy năm rồi. Teo là còn có ba mấy ký à, còn xương không à. Ốm hơn. Rồi chị gái bên đây có bị gì không? Có bị tim mạch, huyết áp gì không? Hơi cao thôi à, vậy cứ như đây được rồi. Dạ, mời chị. Chị uống lấy phục dược về cho sớm khỏi bệnh nha. Thơm quá. Chị Diệu có uống không? Em trai đây có uống không? Uống rồi nhưng không có hỏi le lưỡi nữa. Có nhiêu đó là chắc đâu có sao đâu. Dạ, lấy về nhà mình uống gấp đôi đó, nếu mà ấy gấp đôi đó nha cô. Dạ. Cô chịu khó chắc cô bị nặng nhiều. Đúng vậy hả? Nó đau rồi uống. Ủa, hai người này không uống hả? Dạ đúng rồi. Dám uống. Trời ơi, chạy xe. Đâu có sao. Dạ. Có nửa. Ở đâu lận? Đúng rồi, bệnh này là mình ngồi trong hỏng không được đâu. Tiền Giang hả? Ở Long An, Tiền Giang cũng gần sát bên. Dạ. Đây tiếng gửi. Mà em trai thì uống cho hết. Ráng uống đi, cái này là chuyên đặc trị cái bệnh này luôn mà. Dạ. Thì đó, chị Diệu đó, mấy cái bệnh này kia rồi chị cứ về xem. Mà chắc chị đâu có xem YouTube bên em đâu phải không? Là những người bệnh như thế nào á, cô về cô xem á, những người bệnh sao sao lên đây á. Giống như con quay, bây giờ con quay cô này là mốt con cũng đăng lên á, đã biết không? Xong giờ mốt á, cô khỏi bệnh á, cô khỏi bệnh thì cô lên nữa. Mà cô mà không hết bệnh thì cô cũng liên hệ là phản hồi để con cho con biết vậy đó. Dạ, mà hầu như hôm nay con nói với cô tự tin là người nào uống cũng hợp hết đó. Thì về kêu chỉ mở cái đó ra coi đó, chị bạn đâu có tin, bạn nó tao đi hàng tháng chỗ rồi, đi hàng hà chỗ nào hết á. Cái đó là người ta là người, còn tao không biết tao là người gì. Thì cô có điện thoại, có điện thoại ở đây không? Có. Mở lên cái cô Hường cho cô xem. À, đâu có ở nhà điện thoại coi bỏ nhà là không có mà mình mới mở ra mới có phải không? Còn chắc từ từ coi tình hình mới đăng chứ không phải đăng liền. Bữa có đăng, bữa có mở lên thấy cái gì? Mở 3 tầng mới coi. Còn lâu. Chị biết rồi. Bữa mở lên thấy cô gì mà bị viêm khớp mà đau hai cái khớp là bị cong á. Lâu tại vì bây giờ còn nhiều lắm. Tại vì bà con lên đây hầu như là một ngày lên liên tục mà đâu có đăng sể đâu. Nên là có ngày chủ nhật thôi hả? Dạ ngày chủ nhật, tới ngày nào nghỉ ở nhà có trường hợp nào cấp bách thì sẽ ưu tiên ngày trong tuần. Vậy
vậy hôm nay không biết, phải biết mình cũng điện thoại. Dạ. Nghe nó nói không hả? Thì cứ liên hệ trước là con sắp xếp được ngày nào đó thì dạ, con báo trước. Đi một phần là phải dựa vô cái thuốc nữa. Thuốc đi một phần là mình không có đi làm á thì mình ở nhà để mình phục vụ, chiều nay cũng đi à. Hồi nãy chứ là hai anh em cũng đi ở trên Sài Gòn á. Có hoàn gì vậy đó hả, sớm dữ vậy. Có hoàn cảnh đang bị tai nạn ở trên bệnh viện á, giờ phòng nó đang chờ, nãy chạy về. Dạ. Chạy về sớm, phòng nó còn chờ á. Uống từ từ khỏe à cô, an tâm đi không sao đâu. Cô Hường mà hả, sưng mấy khớp bự hơn này nhiều, sưng cục bự lên luôn á. Vậy hả? Bị nặng hơn. Bị nặng hơn. Mà lúc mà đi không được luôn mà, đi lên đây là xe hơi chở cháu dìu vô á. Xong rồi bà này còn đi được. Không nhớ là lúc nào mà quay lại cũng ba ông lần, xong rồi bây giờ lên bệnh viện Thủ Đức á. Là lâu lâu cô đi tái khám lại á. Cứ vô trọng người nào bị viêm khớp là cứ dắt xuống đây, chỉ xuống đây hết. Tại vì chị bệnh viện chị trong đó là nó không có hết. Nó không hết, đúng rồi. Uống cỡ nào cũng không hết hết trơn. Uống chỉ qua là cầm hơi thôi. Uống hơn nhớ em hổng là lên trung tâm chỉnh hình. Dạ. Mổ mà nó sợ mổ cái nó vô đây nó lấy thuốc uống cái đó mới con khang hết luôn tới giờ luôn. Hai chồng nó tính lên đây. Còn mẹ em trai là bị gì? Cảm ơn thầy. Ba bị ba hả? Vì sao? Thối quá cột sống với lại trượt cột sống. À bị lệch á. Trượt cái đó nó chèn dữ lắm á, nó chèn dây thần kinh á, cái đó còn nhức còn hơn nữa. Nó cứt lưng. Hết nằm hay gì? Là 4 là 5 thường thường hai thằng đó đó. Vậy là bây giờ là cũng đang uống thuốc tây hả? Uống thuốc tây. Uống thuốc tây giảm đau á, giảm đau đi kháng viêm á. Thì kêu ổng mổ, ổng chưa mổ. Thôi đừng có mổ. Ủa nếu mà vậy chú Khánh nói luôn vậy? Đi uống thuốc tây là ngưng uống thuốc này hay là sao, chứ để uống hai thứ thuốc. Thuốc tây mình phải ngưng. Còn mấy cái bệnh nền của mình á, bệnh nền mà giống như chị tim mạch, tiểu đường, huyết áp này kia mình phải uống thì uống mình có phần cách hả? Dạ mình uống mình cách 1.5 tới 2 tiếng. À. Dạ thì nói chung là tất cả các loại thuốc mà mình uống là thuốc nam mà tây thuốc bắc gì đó thì mình cách ra thôi. Mình nếu mình có uống thì mình cách ra khoảng 1.5 tới 2 tiếng. Cái này là cái dạng thuốc bắc hả? Dạ này thuốc nam. Nam. Dạ trên đây là có ghi hết mấy cái công mấy cái dược dược liệu đây hết nè. Trong đây có đơn quy, thuốc cú, đường phèn, ngũ chảo, bông ngò gai, rượu nếp. Rượu đặc biệt là rượu này là 50, hôm nay là 56, 58 độ không à. Rượu thường bây giờ cũng lên luôn rồi đó. Dạ bây giờ cái gì cũng lên đó, tại vì bây giờ gạo của mình đang lên giá, tại hôm nay cũng phát gạo từ thiện đó. Nó lên chóng mặt luôn mà. Rượu lên nha. Rượu lên có chút xíu à, nên mà thôi kệ cứ giữ vậy đi chứ bây giờ mà không ngày qua rượu nhậu hồi nay rượu cũng lên nữa. Dạ rượu bây giờ cũng lên, tại gạo lên quá trời mà. Gạo lên quá trời. Anh hướng dẫn gì ngâm sao? Dạ, để lấy một phần đang hướng dẫn, em hướng dẫn chị nha. Chịu khó về làm nha chị. Dạ. Bên chị Diệu làm hổm này làm quen rồi. Em hướng dẫn cho ta rồi, giờ đem về nhà nó rồi nó hướng dẫn, tại nó hết bệnh rồi, giờ nó chỉ làm thuốc cho ta vậy đó. Dạ, em bỏ trong đây luôn phải không em? Để đi mỗi một cái bệnh, thang bệnh. Hôm qua là phải nhờ người ở dưới Bến Tre á. Còn em giao chân nhớ em nó... Này là mình về mình tự làm. Cái này thì bây giờ trong đây dược liệu có 3 dược liệu là cái này em sao hết rồi, sao chủ thổ. Còn cái túi màu trắng này là đương quy, mình đừng có làm gì hết luôn nha. Nói chung cái túi này để riêng là mình không làm gì hết, mình chỉ về mình mở ra mình trộn chung vô thôi. Còn ở đây thì nghệ đỏ, nghệ sa cừ á, mình về mình bào lát ra, bào lát giống này nè, hoặc là giống mứt gừng mình ấy đó, bào lát ra xong mình phơi 1 nắng tới 2 nắng, xong rồi mình sao thôi. Cái này không cần chủ thổ, tại vì cái này là trộn dưới đất rồi. Dạ không cần chủ thổ, mình sao lên rồi. Mình nhớ giờ gọt ra bào rồi phơi hết. Dạ đúng rồi. Mình về mình sao á, một tay mình cầm đũa vào đũa bếp á. Còn một tay mình để tay không nha. Mình để tay không được mình nắm mình biết cái độ giòn, độ nóng của cái dược liệu của mình á. Mình bóc cái dược liệu á chứ mình không bóc chảo. Mình bóc cái này nóng nóng chú Khánh chỉ cũng như là cái này bào rồi phơi 1 nắng rồi khỏi sao. Không sao hết, cái này sao hết chứ. Cái này sao cái nghệ này nè sao luôn cũng sao luôn ha. Dạ đúng rồi, sao mà mình không có chủ thổ thôi. Dạ. Tại vì cái này dưới đất thì mình không có xin chủ thổ. Còn cái này là giống như mấy cái dược liệu này lá cây ở trên thì mình sao xong mình xin chủ thổ thì cái này làm rồi. Làm rồi làm rồi này em làm rồi không có làm gì hết. Dạ. Mấy cái này là khó cái này là khó nhất là làm rồi. Dạ. Tại cái này nếu mà mình sao mà quá tay thì nó bị khét. Dạ. Còn mình sao không tới thì kiểu thuốc lì lì không có ra chất. Ừ. Dạ
có cái này thì mình về chưa khó làm. Dạ. Còn nếu mà làm không được thì qua nhờ chị Diều chứ làm. Có, chị hướng dẫn bao nhiêu đường phèn luôn. Thầy mình, dạ. Mình có gọt vỏ không hay để? Dạ để luôn cũng được, mình muốn rửa kỹ mình về mình rửa, rồi, sao rửa lại nữa. Mình rửa sạch lại rồi. Dạ cái này thì rửa sạch rồi, thì mình về mình muốn rửa nữa mình rửa. Tại lúc mình sao là cái vỏ nó bốc bay lên hết à, thành bụi rồi. Dạ. Bào xong rồi phơi hai nắng. Dạ, phơi một nắng tới hai nắng, kiểu mình thấy nó dốt dốt lại á. Đừng có để mà có nước mình sao nha. Kiểu mà ướt quá đó, còn ướt quá mình sao là nó chín nghệ. Rồi mình sao rồi bóc nó nóng nóng rồi được. Để nó nóng mà nó giòn, kiểu mà cái nghệ nó giòn lại á. Mình để cái đừng có để nghệ mà nó ướt quá chành chành là không được. Dạ, mình sao cho giòn lại. Giòn mà đừng có giòn quá, mình nhìn cái nghệ là mình biết liền à. Đừng có đen, đen mà mình đang còn độ nóng á, mình để xuống mà thấy nó vàng quá rồi mình đem xuống là nó đen liền à. Dạ, tại nó còn nóng á. Dạ đúng rồi, xong rồi mình trộn chung vô. Mua thêm 2 lạng rưỡi đường phèn nữa. À 2 lạng rưỡi. 250 g á. Biết rồi. Dạ. Rồi cái bắt đầu mình trộn hết. Dạ mình trộn vô. Dạ, nếu mà mình trộn đường phèn chung vô luôn cũng được, hoặc là mình để đường phèn á. Qua mấy ngày sau. Mấy ngày sau. Dạ đúng rồi, mấy ngày sau mình để trên mặt á. Xong rồi lúc mình uống á thì mình uống, nếu mình kỹ nữa thì mình lắc cái mình quậy, giống mình quậy đều vậy đó. Còn không ấy mình uống từ từ cũng được, không sao. Tại lúc đó rượu, cái nồng độ rượu nó cũng hòa quyện nhau hết rồi. Nhưng một tháng mới uống vậy ngay chị nó chẳng. Dạ đúng rồi. Một tháng mình mới uống, mỗi lần uống thì nãy nè khoảng lên hơn nửa ly này xíu. Còn mà người nào mà cái tạng người lớn lớn á, kiểu mình ấy thì tối đa một ly này thôi. Tại trong đây có cái dược liệu đông quy á, dễ làm cho mình bị sốc á, mình uống nhiều quá là cũng không tốt. Nãy dễ nồng lên. Dạ, đặc biệt mình uống cái này á, mình uống vô nãy nói trước ăn hoặc sau ăn 30 phút mình uống rượu vô. Uống cái này vô rồi mình khoan uống nước nha. Nói chung là tất cả các nước gì đó mình cũng khoan uống. Để cho cái nó thấm trong người mình á, đừng cho cái nó đẩy cái nồng độ trong người của mình cao lên, cho mạch máu nó nở ra. Tại thường mình bệnh cái này là mình bị chèn ép dây thần kinh á, chèn ép mạch máu á. Mình uống lên đừng cho mạch máu nở ra tí máu của mình nó loãng á. Nó loãng dễ chạy. Rồi nó sẽ đẩy mấy cái chỗ mà bị kẹt á, giống như máu đông hoặc là mấy chỗ mà bị tắc nghẽn á, đẩy từ từ cho mình thông. Mình thông được thì mình máu lưu thông ổn định thì mình mới cảm giác mình nhẹ nhàng. Chứ nhiều chỗ mà nó bị tắc là thế nào cũng bị tê, bị nhức à. Dạ là như vậy. Còn có trong đây có cái dược liệu mà giúp cho mình tái tạo xương đi khớp. Cái này là có chứng nhận rồi. Là mình bị thoái hóa đó, trường hợp mà mình bị thoái hóa là mình bị mục á. Kiểu đại khái giống như mình bị mục cái khớp hoặc là mục xương rồi. Mình muốn mà tái tạo lại thì chắc chắn là thời gian nó lâu hơn, chứ không phải là mình muốn uống làm nó hết liền đâu. Dạ. Cái này chắc còn cả năm trở lên. Dạ mình uống, như mình uống từ từ. Mình đã hết giảm đau thì nó sẽ giảm đau nhanh. Nhưng mà mình uống để mình tái tạo từ từ thì mình uống lúc đó mình chỉ uống một cử thôi. Giống như mình hết nhất rồi á. Mình giống như mình giảm từ từ, mình uống thay vì 3 cử xong mình giảm còn 2 cử. 2 cử còn 1 cử thôi. Một cử để mình duy trì. Rồi mình uống mà liên tục mà trong vòng 1 tháng tới 2 tháng mình ngưng chừng 2-3 ngày vậy đó. Giống mình hưng, tại vì lúc đó giống như mình nạp thuốc vô liên tục rồi. Cái cơ thể của mình nó giống như lúc đó nó đang còn ngấm ở trong để điều trị. Rồi mình nạp vô nữa giống như dư rồi, mình cũng không cần. Mình uống chừng 1 tháng, 2 tháng mình ngưng chừng 3 ngày tới 5 ngày giống như mình nghỉ giải lao vậy đó. Mình uống này mình khỏi uống thuốc tây. Dạ mình uống này mình khỏi uống thuốc tây. Dạ ngưng thuốc tây đi, đừng mình biết. Mình trị nó rồi mà mình uống thuốc tây làm chi. Dạ đã thuốc tây mình sợ là bị bên vấn đề mà bên bao tử đi thối quá này kia, mình uống thuốc tây vô nữa. Nếu mà những người mà đang đi làm mà cần làm nhanh á, mình uống thuốc tây giống như mình uống vô để cho nhanh mà đi làm thôi. Mà mình phải giãn ra. Mới chị cũng ngưng thuốc nam. Dạ em cũng đang uống thuốc nam. Dạ chị uống thuốc nam gì? Ăn vàng á. Thôi ngưng đi. Bạc Hà Núi á hả? Uống Bạc Hà Núi hả? Ngưng luôn hả? Bạc Hà Núi uống được không? Bạc Hà Núi nó đâu có, Bạc Hà Núi là chỉ trị làm cho giải độc gan này thôi chứ đâu không có trị bên nhức mỏi đâu. Nhiều người uống cái đó được không? Dạ chị không. Chị cũng đang uống cái đó đó. Không, dừng cái, hả? Cái đó chỉ giải độc gan cho mình thôi. Giải độc thì uống được. Nhưng mà không ảnh hưởng gì hết phải không? Dạ không nhưng mà uống có khoảng cách. Nhưng mà uống khoảng cách ra. Chứ nhiều người bây giờ cái vụ mà sốt Bạc Hà Núi, tại vì tụi em cũng quay lên đó, giờ nhiều người cũng ai không phải đó, nó ung thư nặng vậy như mình ấy thôi. Mà nó chuyên trị về ung thư chứ nó không có trị về bệnh nhất. Dạ đúng rồi. Thôi mình đừng có mình đừng. Nhiều người la bây giờ uống để phòng ngừa. Là không uống đúng rồi. Mình dạy như chị nóng
Dạ không, bạc hà núi đâu có trị khớp đâu. Nó có trị khớp đúng rồi. Nói chỉ trị ung thư và nhiều người nói là chị thì nói về ung thư thôi. Nói là trị ung thư giai đoạn cuối và mình uống cầu mai thôi. Cái chứ giờ thực chất là khoa học nó không có chứng minh cái vấn đề mà bạc hà núi là trị. Dạ như là uống để sổ mình ra, giống như mình đang bị ung thư là giống như bị ung bú trong người mình á, mình uống để cho nó sổ nhanh ra thôi à. Sổ nhanh nha, đừng giống như nó không có ứ cái cục bú kiểu chổng vậy đó. Thì nó mình có thể mình cầm cự được, cầm cự được một thời gian nữa thôi, chứ là nói là chị hết là không bao giờ hết. Tại vì bên em cũng quay cái bạc hà núi cũng giới thiệu lên và nhiều người bây giờ cứ lạm dụng á. Cứ thấy là trong người không bao giờ cứ uống đại ngừa. Không được đâu. Không phải là uống ngừa đâu. Mày cũng có bệnh đi bệnh. Uống giải độc gan á. Nóng gan này kia rồi uống thôi. Dạ. Có chị. Đó là nó có trị gì hết. Nó không có trị khớp. Vậy mà dạ. Mấy uống giờ thấy nó không hết vậy. Khớp. Có nhiều nhưng người mà nói. Người uống cũng hết. Ta nói ta thì chia người sẻ. Là cơ địa của người ta. Nhầm người. Nó không có đặc trị cái đó. Nó không có đặc trị. Dạ như nó sổ cho cái người mình nó nhẹ hơn, mình thấy cái cảm giác mình tạo cái lòng tin đó. Tại vì bây giờ cái mặt hà núi đang nói chung là trên mạng nó sốt dữ lắm rồi. Bây giờ nó uống hết luôn. Tại vì hổm quay cái trường hợp mấy trường hợp mà bị ung thư giai đoạn cuối đó. Lên xong mà cầm cự giống như được một thời gian nữa thì người ta cũng mất à. Chứ không bao giờ mà dạ như chị hết để mà khỏe lại sống bình thường. Dạ không có. Đi tạo lòng tin, mình sẽ tạo lòng tin cho cái người bệnh đó. Giống như không quay đó, toàn là mấy cái ca nặng không uống quá trời luôn, cho giống như người ta sổ ra vậy thôi à. Xong rồi một thời gian sau cũng mất à. Dạ. Đã nó bị ung kiểu mà trong người mình kiểu mà nó thúi rửa, kiểu nói hơi nặng vậy đó, nhưng mà để cho mình dễ hiểu á. Là nó giống như nó lan ở trong người mình hết là mình đâu có tái tạo ra được đâu. Có những người mà nói đi xạ trị á là giống như mình bắn cho chết mấy con vi khuẩn cái ghẻ chóc đó đó, bắn ra thôi. Vừa qua còn không khỏe rồi đi luôn. Bắn ra đợt là mình nạo á, mình cắt á. Mình cắt mà không sạch á thì giống như nó còn cái con vi khuẩn trong đó thì nó lan nó ăn chỗ khác kiểu vậy thôi. Dạ mình chỉ nghĩ đơn giản. Không sao nhưng mà mình uống bị rượu này ngâm cho chị này biết luôn đi là nãy giờ biết rồi. Ngâm mà một tháng là một tháng mình mới uống. Một tháng là mình mới uống nha, một uống là dạng như mình lúc đó mình đang nhức mình điều trị thôi. Còn cái chai rượu mà nãy rót này nè, cái chai này là tới 2 tháng đựng. Nên mình uống sẽ đậm đà hơn. Mốt mình uống cái kia mình mới 1 tháng mình uống á, mình thấy sao nó lạc lạc hơn này, dạng như nó không đậm đà bằng á. Thì chắc chắn rồi 1 tháng đến 2 tháng là nó sẽ khác. Khám hồi sinh cho khúc đặng về nhà uống. Để chút thì cái đi, để chút chia cho xíu để uống trước. Dạ. Nói là 4 tháng hay gì là dục xác. Xong rồi mình ngâm đó, lúc mà mình uống giống như mình uống mà hết bệnh rồi á, mà mình còn thuốc á, thì mình ngâm nó để 4 tháng. 4 tháng lúc đó giống như tất cả cái dược liệu thuốc của mình ra hết rồi. Bỏ quà rồi. Vậy là uống cái bệnh. Dạ không, uống một lần thôi. Dạ. Chị phải về chị ghi nha. Không. Ý là uống cái người nào mà hết bệnh rồi á mà còn thuốc á thì mình để 4 tháng rồi mình chắc ra. Còn mà mình cứ uống chừng tầm chừng vậy thôi. Dạ. 4 tháng là chắc ra. Dạ. Có những người nhẹ nhẹ tại vì giận hờ vậy đó, có những người nhẹ uống mới có nửa bệnh là hết bệnh rồi. Rồi xong rồi mình thấy mình hết rồi á, thay vì mình uống 3 lần thì mình uống có 1 lần à. Thì hầu như là cái hũ này uống 2 tháng mà kéo ra thành 6-7 tháng không à. Lúc đó hết bệnh rồi. Người ta không uống nữa ha, người ta kéo dài. Dạ đúng rồi, lúc đó mình duy trì mình uống một cử thôi. Dạ còn mà nếu mà mình còn bệnh á thì mình cứ nhồi mình uống. Dạ. Rồi uống hết xong rồi mình đổ 5 lít dưa khác vô. Không, một lần thôi. Uống thôi. Dạ đúng rồi. Là uống hết khác không? Dạ là mình phải lấy cái thác chứ mình chế vô hoài nó đâu có còn giống như nước cốt dừa mình đó. Mình dắt hết rồi đâu còn gì nữa. Phải ghi dán lên cái bầu thuốc như chứ để không dán mình. Trên đó còn có ghi hồi nãy cái ngày đó thì con lấy trong đó có ngày uống được á. Dạ trên đây có mấy cái dược liệu tên gì trên thì cũng có ghi ra hết à. Nó có dấu gì đâu. Cô về nếu mà cô mà muốn đi tìm đi ngâm gì đó thì cô tự tìm cũng được. Mà uống không? Không biết cách làm. Không biết rồi. Thôi bây giờ. Thí dụ như mình đem về mình như sao về là mình uống sao. Nhiều khi mình sao nó không ăn nó không có đủ liều uống cho mau hết bệnh. Mau hết. Còn đúng thầy làm thì nó dễ hết bệnh hết. Nhiều khi mình làm nó không. Thôi kệ bây giờ cái này con khuyên tại vì con cũng làm giúp thôi à. Tại vì mình về. Đâu có một làm vô này một thang hả?
Dạ không, đồng ngâm 9 lít ở cái hũ đó đó. Cái hũ đó là 9 lít chứ không phải 10 lít. Dạ, cái hũ đó là 9 lít. Tại mình cũng có bán thuốc 5 lít cho những người cái điều kiện mà kinh tế không có đó. Thì mình vẫn có bóc 5 lít nhưng mà mình không có ngâm. Tại vì xưa giờ thật sự là cũng hồi trước giờ cũng không có ngâm đâu. Là mẹ ở nhà mẹ ngâm 9 lít, mẹ uống đi một lúc trước người ta giống như bà con mà bệnh nhờ ngâm á thì cũng ngâm 9 lít à. Nên là giờ ngâm 9 lít chứ không phải là mình ép bà con gì, tại vì mình cũng ngâm, mình cũng giúp thôi à, chứ cũng không phải là mình ngâm để mình lấy tiền công gì chồng. Nên là ngâm 9 lít thôi. Mà khuyên chân thành nếu mà ca nặng nặng nào á là thay em cố tình em ép luôn, nói thẳng là ép luôn, lấy cái hũ luôn. Tại vì có người về tự ngâm uống hết. Hoặc là cái hiệu quả thay vì cái giờ có hũ sẵn không? Có người người ta nói em về bây giờ thì không có. Một thang ngâm thay sẵn thì không có hả? Thang ngâm sẵn không có. Này để em nói xong luôn nè. Tại vì á tại vì á mình ngâm này á có người về ngâm ngâm uống không hết. Uống không hết hoặc cái hiệu quả nó là không có bằng. Tại vì hôm nay cũng có những người người ta tới đây lấy rồi. Lấy rồi cũng làm giống vậy nè mà về sau còn có phần nghệ nữa không à. Mà sao làm để uống không bằng. Cái kiểu này làm là nhiều khi không có chính xác đâu. Không quen á. Không ừ, còn làm nghề nữa à. Hoặc là nó chưa tới. Nhưng một bình em coi không nếu mà còn là mới không à. Thì mới thì để lâu để cho tới ngày uống luôn. Nói là người mới đi chẳng con nhỏ em hướng dẫn cho người ta. Tại vì á cái quá trình mình về mình làm nghề này nè, mình chia sẻ về mình làm thì cũng mình làm giúp thôi cũng đâu đến thành công gì đâu. Con nhỏ em này uống hết rồi, rồi cái bắt đầu chỉ người này kia. Hồi nãy bởi vậy nói là nãy là lấy là một bình hai phần luôn hay là một phần đó? À là riêng hả? Dạ. Lấy một phần của mình đi phần về cái khối làm gì hết nè, tới ngày uống nhiều người chính xác hết nhiều người mà la tới cũng giống vậy về mình bào nghệ thì cũng vậy chứ không phải là giờ nói chú Khánh hướng dẫn cho chị này để chị biết chứ để làm là ổng ấy không trúng đây cái chị này chị nói là cái bình mà hôm qua ngâm có hai hũ hôm qua mới ngâm hai hũ hôm qua mình để tới ngày rồi mình uống dạ ca ta tại vì một phần nãy để nói coi mình về mình ngâm trường hợp là ngâm uống không có khỏi rồi có trường hợp mà khỏi nó kiểu mà nó lâu hơn không biết cái đó là thật sự mình chỉ hỏi là mình thấy vậy đó bằng tay phục vụ ừ. Tính ra tới bây giờ thì chắc cũng phải mấy mười mấy ngàn người rồi đó tại vì mà không có tính gỡ qua nước ngoài á gỡ nước ngoài nhiều nước ngoài thì bây giờ dịch vụ họ xuống họ tự lấy luôn mới ngâm hồi tối hôm qua luôn á. Em lại nó về nó bao nhiêu giờ mình để đúng ngày mình nghe có ngày uống thì lấy lại lại đi chứ mình mốt mỏi đi khỏi đi lần nữa khỏi đi. Để em lấy ra cho. Lấy tiền luôn đi rồi mình cũng đi về. Tranh thủ đi về hả? Nè này mới ngâm hôm qua nè mà nó về nè. Lấy nguyên bình sẵn luôn hả? À em thử. À. Hỏi là bán 3 triệu không? Nó mình ngâm xong mình thấy cái hũ mình nhìn thấy mình ghiền lắm. Nãy giờ hai hũ luôn, hỏi bà lấy. Có hai hũ á. Mấy giờ tự nhiên. Dạ. Giờ nè cũng giống ở nhà cũng làm giúp bào rồi làm xong hết luôn á. Còn mình về thì mình bào cái này ra thôi. Trả tiền đi rồi. Thôi uống nước được rồi đó, uống đi. Đây còn đang gỡ cho. Tại chai nước này kỳ này cái đợt này nó hơi cái nắp nó giống như mình để lâu nó chặt á. Nó hít. Dạ, nó hít. Đông lạnh nó hít. Cái này là 2 tháng luôn hả? Dạ đúng rồi, 9 lít đó. Cô hỏi á là cô mập 56kg mà 54kg. Ông Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà, cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên sở y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận của chú anh chị. Này cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác rồi tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Sẵn đây thì anh cũng nói luôn thì bây giờ đó ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp về viêm đa khớp cả các bệnh về xương khớp á thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa đau xương khớp á thì có thể liên hệ trực tiếp.